Chào mọi người nhá, lại là em đây. Hôm nay rảnh thì lại làm thêm một con video về cái máy robot hút bụi này. Thì từ lúc em mua cái máy này về sử dụng thì cô đến nay cũng phải gần được 6 tháng rồi. Thì cái video trước của em được rất nhiều mọi người quan tâm và có rất nhiều người đã chia sẻ thật lòng, cũng như có một số thắc mắc comment ở phía bên dưới cái video đấy. Thì em làm thêm một cái video này hôm nay để chia sẻ cũng như tiện giải đáp các thắc mắc của các bác. Hôm nay thì em cũng lôi ra vệ sinh luôn cái con máy này, làm luôn cho các bác xem là nó cần vệ sinh thì nó làm những cái gì nhá. Đây. Ôi, nặng phết này. Trên mặt nó cũng có rất nhiều bụi. Thì vệ sinh con máy này thì tùy vào nhà của các bác nhá. Màng ra đây nó sáng. Thì vệ sinh cái con máy này bao nhiêu lâu vệ sinh một lần thì nó tùy vào cái điều kiện nhà của các bác. Nhà mà của các bác mà nó phải dọn dẹp thường xuyên, nhà bẩn gần mặt đường thì cứ khoảng 2-3 ngày khi nó làm là các bác lại phải vệ sinh một lần. Với lại nhà nhiều tóc nữa. Đấy, cũng có comment ở trong cái video em hỏi nhà nhiều tóc có nên dùng không? Nhà nhiều tóc thì dùng thoải mái thôi. Cái con này sinh ra để nó hút bụi, hút tóc mà. Chứ nhà nhiều tóc thì thoải mái, nhà nhiều bụi thoải mái. Có con này càng nhàn. Đấy. Nhà ví dụ nhiều những bụi lông tóc mà các bác dùng chổi quét đấy, nó cứ bay từ góc nọ sang góc kia, không bao giờ nó sạch được. Đấy. Nhưng riêng dùng con này nó hút mọi khe, mọi góc ngách rất sạch. Dùng con này có sướng không? Có nên dùng không? Thì sau hơn 5 tháng sử dụng thì em khuyên các bác là nên mua sớm đi. Mua sớm đi các bác ạ. Sướng lắm, cuộc đời của mình nó sẽ rẽ sang một cái trang khác. Em thấy cái này này, với lại cái máy rửa bát ấy, máy rửa bát là nên có các bác nhé. Cái tầm năm ngoái hoặc mấy năm trước thì những cái loại này nó thuộc hàng xa xỉ phẩm này, nhà giới phục vụ cũng giới nhà có điều kiện, nhà giàu. Nhưng mà bây giờ thì tầm giá của nó hầu như ai cũng có thể tiếp cận được rồi. Những cái đời mà cũ như của con nhà em này này, đợt em mua thì nó còn đắt, nó cũng là rẻ rồi, nó gần chục triệu thì nó là loại rẻ rồi so với cái hàng khác. Còn là bây giờ mà các bác mua cái tầm mẫu này mà vẫn còn thì chắc nó chỉ khoảng 5-6 triệu thôi, hàng chính hãng nhé. Em đang nói hàng chính hãng nhé. Còn những hàng khác thì như các video trước mà em nói rồi, hàng mà kiểu hàng Nhật, hàng Đức nhưng mà ruột Trung Quốc ấy thì thôi mình không nói đến làm gì. Những hàng chính hãng của Xiaomi, của Roborock hay là những cái con mà nó được bảo hành chính hãng ở Việt Nam ấy, nhập khẩu chính hãng ấy, thì các bác cứ quan tâm những con đấy. Thì còn riêng về cái con này thì qua hơn 5 tháng sử dụng thì em thấy nó rất là sướng, rất là nhàn nhã mà nhà cửa vô cùng sạch sẽ luôn. Đây. Nhà em thì cũng hai vợ chồng ấy, thằng con nhỏ thì nó đi học, hai vợ chồng đi làm suốt ngày. Nên nói chung là vệ sinh thì một tuần em cho nó chạy 3 lần. Đấy, cứ cuối tuần. Đến cuối tuần thì em mới phải dọn dẹp cái hốc này một lần. Hoặc đi nhiều quá, thậm chí tận có những thời điểm tận 2 tuần nhá, em mới phải đi dọn dẹp lại. Bởi vì mỗi lần nhà bẩn ấy. Đấy, nhà em mỗi lần đây mà hút một tuần này, hút một tuần được bằng này bụi, các bác nhìn này. Đấy, hút một tuần được bằng này bụi. Nói chung là nhà cũng sạch sẽ. Trẻ con nó đi học suốt nó không bày cho nó, mở nhà nó bày ra một ngày thì hút ngày có khi hút 2 lần. Đấy. Trong này có một đống bụi các thứ kết đây, tí em mở ra cho các bác xem. Còn đây, khi vệ sinh đây, mình sẽ vệ sinh hết toàn bộ này là mất công vệ sinh mà. Một tuần, 2 tuần, thậm chí 2 tuần mình mới phải vệ sinh những cái này một lần. Còn bụi thì mình có thể đổ 3 ngày một lần, hoặc là 4 ngày một lần, hoặc một tuần một lần. Còn những cái khoang này, khoang động cơ các thứ này thì các bác cứ nên dành 1 tháng 2 lần cho nó nhé. Dù sao để nó cũng phục vụ nhà mình sạch sẽ thì mình cũng phục vụ lại nó một tí, để cho của bên tại người mà. Đây, có những cái cảm biến ở đây, những cái đèn cảm biến đây. Đấy, những cái chổi cạnh cái thứ này mình xem có tóc hoặc không. Đấy, có rất nhiều các bác quan tâm là nhà các bác cái kiểu dụng tóc nhiều ấy, Nhiều nhà nhiều con gái, nói thẳng thế cho nhanh, chắc nhà lại đẻ 4-5 con vịt giời rụng tóc. Đây thì vợ em cũng, nhà em thì có mình vợ em là rụng tóc nhiều rồi. Đây các bác nhìn này, đấy thi thoảng các bác phải kiểm tra cái này, bởi vì khi mà nó bó tóc nhiều vào đây thì nó sẽ không thể làm sạch được. Các bác nhìn này, cái chỗ tóc nó bó ở này, đấy nó bó vào cái lông này thì mình phải gỡ sạch cái tóc ra, nếu không nó sẽ kẹt, cái con này nó không quay được, dẫn đến gọi là nóng hết cái vòng bi của cái, nó ma sát, nó kẹt mà, nó kẹt nó ma sát, nóng vòng bi ở trong này nó gây hỏng máy. Thì đây nhà cung cấp người ta đã cho mình một cái này rồi, đơn giản thôi, các bác chỉ việc cắt nó ra được đây. Đấy, các bác lấy cái tóc ra, nó đơn giản như thế thôi. Nhà dùng, nhà nhiều tóc mà dùng cái máy này rất là sướng, đảm bảo không còn tóc vương vãi trên nền nhà, rất là bẩn. Đấy, vệ sinh thì có gì đâu, bác cứ lấy cái rẻ sạch các bác lau qua một lần đi, đấy lau nhẹ nhàng đi, cái chỗ nào nó, nếu các bác vệ sinh thường xuyên ấy thì vệ sinh rất là nhàn, còn các bác để mà hàng mấy tháng các bác mới đụng vào thì đương nhiên là nó phải cực khổ hơn rồi, thậm chí là phải dùng đến những cái gọi là dụng cụ nó cứng hơn để cậy các cái vết bẩn ra. Còn các bác mà cứ 2 tuần hoặc là 1 tuần lau một lần thì nó chỉ đơn giản như nhà em thôi. Đấy, máy lúc nào cũng như mới. Đấy, nhẹ nhàng mình lau hết cái này. Đây em để trên cái đệm này, đệm chùi chân cho nó êm. Đây nhà em này, cái này các bác mua những dòng đời cao ấy thì nó sẽ đỡ hơn những cái vết này. Còn cái con nhà em đời nó cũng sâu sâu rồi, nhưng là nó cũng có cái cảm biến vật cản đấy, nhưng mà nó vẫn đâm vào tường này, đâm vào chân ghế này, rồi đâm vào các chỗ khác này. Cái mặt này nó hơi xước này này. Đấy, đây camera này. Này. Đấy, cái mặt này nó hơi xước này này. Những cái này khi nó đâm vào tường, chạm tường này, là nó sẽ thấy vật cản, là nó sẽ chuyển hướng. Đây các bác nhìn cái hốc bụi được chưa? Này. Đây bụi, nó bó két vào đây, mình phải làm sạch cái chỗ đấy. Mình sẽ phải dùng cái lực mạnh hơn. Nếu mà nhà các bác mà sạch sẽ, khô ráo thì nó sẽ ít có những cái mảng bụi như thế này. Nhưng mà cái chỗ này các bác vì sao? Bởi vì khi mà nó chạy qua những cái vùng nó hơi ẩm ướt ấy, thì đất cát ẩm ướt nó cuốn vào đây, nó giống như kiểu tạo thành bùn đất ấy, nó chét vào đây. Còn nhà khô ráo, những cái bụi khô ráo thì nó hút thẳng vào trong cái hộp chứa bụi này thì nó không bị két vào đây. Còn ví dụ như các bác mà chạy qua đống nước, hoặc chạy qua những cái loại mà chất bẩn mà nó có dính nước vào thì kiểu gì nó cũng chét đầy vào đây, rất bẩn, rất kinh, rất hại robot. Thế nên là dùng cái này thì các bác chỉ lưu ý mỗi cái là nhà phải hết nước, hoặc là những cái vào những cái đợt mùa nồm ấy, ví dụ như miền Bắc này, vào những đợt mà mưa phùn, nhà nồm mà các bác đi nó cứ dính chân ấy, nhà nhìn nó như kiểu đổ mồ hôi ấy, thì các bác đừng cho robot nó chạy. Lúc mình tắt cái chế độ tự động chạy của robot đi. Đấy, có nhiều người người ta quên đấy, người ta cứ để chế độ tự động mà mỗi ngày dọn dẹp một lần vào cái khung giờ đấy. Thế người ta đi làm, nhưng mà bất chợt có cái thời điểm mà trời nó nồm, miền Bắc, các bác là miền Bắc hoặc là nơi khác thì em không biết, nhưng miền Bắc thì chắc chắn là kiểu gì một năm cũng phải dính mấy tháng mùa nồm, nhà như đều đổ mồ hôi, nó cứ chảy nước ở nhà, nền nhà ra. Đấy, mà các bác quên, các bác cứ để con robot này nó chạy thì các bác yên tâm là hết mùa nồm thì các bác mang con robot đi bảo hành là vừa. Nó sẽ bị hỏng cảm biến, bởi vì nước nó hút hết nước vào trong khoang động cơ, cái thứ này nó làm hỏng hết cái cảm biến, thậm chí cả chập mạch điện bên trong này. Thế nên mùa nồm các bác không dùng được con này. Mùa nồm thì các bác chỉ dùng được cái chổi lau nhà thôi nhé. Quét nhà các bác còn chẳng quét được nữa là con robot này. Thế nên các bác dùng cái chổi lau nhà các bác lau thôi. Còn mùa nồm thì con này được nghỉ ngơi, không phải dùng lần nào. Đấy, lau qua rồi thì các bác nhấc những cái này lên, nhấc những cái này lên để xem nó có tóc quấn không. Đấy, không có tóc quấn thì các bác lắp lại. Đấy, như là em dùng đến thời điểm này là cái này nó cũng tã rồi này, này. Cũng Đáng ra là thay được rồi, nhưng mà em lười, em kệ, em chẳng thay. Nói chung là thỉnh thoảng em lại đảo chiều. Đấy, đảo chiều, thỉnh thoảng em đảo chiều cho nó đấy. Bởi vì nó, cái này nó chạy nó chạy theo một chiều, thỉnh thoảng nó vẹo ra bên này. Đấy, nó cứ quay này, nó gạt vào tường thì lâu dần nó sẽ bị vẹo như này. Em lại đổi chiều bên này thì nó lại chạy bình thường. Chả vấn đề đâu nhỉ. Đây cho các bác xem hai cái rẻ này em. Đây. Riêng cái rẻ lau nhà này nhá, thì các bác đừng lười. Các bác lười thì các bác phải thay nhiều thôi. Còn như của em xong lần nào là em giặt luôn ở đấy. Đấy, đây mà giặt bằng nước không nhá, không dùng các hóa chất nhá. Không dùng giặt bằng xà phòng hoặc là nước rửa chén hay các cái hóa chất. Cứ giặt bằng nước không thôi. Đấy, nó chỉ bám bẩn thế này, bám đen xì đây, mình vo nước sạch. Chưa đến 1 phút là sạch sẽ, mình phơi lên. Đấy, nhà em đây. Đây, thậm chí cái miếng này là cái miếng mà cái nhà hãng sản xuất đấy, người ta khuyến cáo là dùng một lần vứt đi đấy. Tức là lau 10 lần thì lau thì vứt đi 10 miếng, nhưng cái miếng này nhà em là cái miếng thứ hai. Cái miếng đầu nhà em dùng đến tận 3 tháng em mới vứt đi, bởi vì cái miếng đầu thì em quên, em không quay các bác, là nó rách té le ra như này rồi. Nó không còn còn nguyên vẹn đấy, em mới vứt đi đấy. Nhà tiết kiệm, nhà nghèo mà. Đấy, còn cái miếng này em dùng phải được gần 2 tháng đây. Cứ mỗi lần xong là em vò sạch sẽ đi thôi, đấy. Nhưng mà tất nhiên là nó không sạch sẽ được như là cái miếng rẻ mới đây. Các bác nhìn nó vẫn có những vết đen này, này. Nhưng nó chả ảnh hưởng gì, lắp vào nó vẫn sạch nhà cho mình là được. Cam đoan với các bác là sạch hơn các bác tự lau nhà. Chuẩn luôn. Trừ những cái vết mà các bác để nó dính 3-4 ngày vào thì nó chịu thôi, chứ còn cứ các bác cứ để nó hoạt động 2 ngày lau một lần, 3 ngày lau một lần thì sạch hơn các bác đi lau nhiều. Đấy, vệ sinh con máy này thì nó cũng chả có cái gì cả. Mình chỉ cần lưu ý một vài điểm ấy thôi, còn đâu là nó hàng chính hãng nên nó hoạt động rất là bền bỉ. Hàng cứ chuẩn là mình cứ yên tâm nó hoạt động thôi. Còn một khi nó đã lỗi trục trặc những lạng thì chắc chắn là mình dùng sai cách rồi. Giờ em đi đổ cái này nhá. Đây, mở cho các bác xem nhá. Đấy. Nhìn các cái bụi mịn của nó này. Nhìn nó bám vào như kiểu cục bông luôn. Đấy. Chết rồi. Đấy. Sau khi đổ hết rác xong hộp thì lát nữa thì đây cái hộp này thì em sẽ lấy vòi nước tách, nhớ phải lấy cái cục HEPA này ra nhé. Đây, lấy cái cục này ra. Đây. Cục này nó dính rất nhiều bụi mịn này. Bụi mịn nó xuyên qua cái lớp miếng lọc này nó vào. Đây là cái lớp rào cản cuối cùng của nó đây. Thì mình đi vệ sinh sạch cái miếng này, vệ sinh thường xuyên thì mình sẽ đỡ phải thay cái miếng này hơn. Cái miếng này mà thay hàng chính hãng nó đắt tiền lắm ấy nhá. Mấy trăm nghìn ấy. Em không nhớ nữa. Đấy. Đây, còn cái màng lọc này mình đi mình rửa. Màng lọc này các bác thấy bụi kinh không? Đấy. Đây là toàn bụi mịn đấy nhá. Đấy. Mình đi mình rửa. Cái này mình rửa hoàn toàn, mình rửa bằng nước được nhá. Cái miếng này mình cũng rửa được này. Chỉ riêng cái màng lọc HEPA này, màng lọc HEPA này thì mình không được rửa. Không rửa được nhá. Các bác mà cho vào nước là nó sẽ bị kém đi đấy. Lần sau nó sẽ hút, nó sẽ máy kêu hút rất to. Cái này không rửa được, cái này mình chỉ làm sạch bụi của nó thôi bằng máy hút bụi hoặc máy thổi bụi ở cửa hàng xe máy, hoặc là mình đập đơn giản. Nếu các bác làm vệ sinh chuyên các bác đập đấy, các bác thấy bụi bắn lên chỉ cần đập hết nó ra thôi là ok rồi. Còn hai cái này mình đem đi mình rửa được đấy. Quay gần mà cho các bác xem cái đống bụi của nó này, bụi lẫn tóc nhá. Đấy, bác Hàn nào mà hỏi nhà nhiều tóc dùng được không nhá, dùng ok hết nhá. Nó hút hết tóc vào trong này, còn những tóc dài quá thì nó quấn ở cái bánh xe như vừa rồi ấy. mình gỡ ra là được đấy, thành một đống như thế này. Đấy, cái tấm HEPA này thì các bác không cho vào nước nhá. Đấy, các bác cứ đập xuống này, được chưa? Toàn bộ đây là bụi mịn này. Các bác đập một lúc nó không thấy bụi nữa là ổn. Nhà bác nào có thêm cái máy hút này nữa thì máy hút cầm tay đó thì hút cho sạch hơn. Đây, cái miếng bông lọc này các bác có thể đem đi rửa được, hoặc không các bác hút cũng được. Đây. Và cái nhìn nó sạch như này là được này. Thoáng khí này thì cái khí nó hút nó mới xuyên còn được, còn bụi nó bám dày đặc đây thì nó sẽ hút nó kém. Còn cái hộp đựng rác này thì mình cho vào vòi nước mình rửa bình thường nhé. Ai mở ra mình rửa bình thường. Mình rửa xong các bác nhớ để khô thì hãng lắp vào máy nhá, không lại công cốc đấy. Phải để phơi cái này thật khô, sau đó mình mới lắp vào máy hoạt động được. Thì các bác mà để ướt như thế này mà lắp vào máy nó hút thì bụi nó dính nhe nhét ở đây thì lại phải đi vệ sinh lại. Cái này nó chứa bụi khô thì các bác về sau các bác chỉ việc mở ra đổ đi là nó sạch sẽ. Chứ còn nó mà dính bụi ướt vào đây thì nó lại be bét ra như bùn như đất, lại phải dùng khăn kỳ cọ mất thời gian. Đấy, vệ sinh nó đơn giản đấy thôi các bác. Còn hai cái cục lau nhà, đựng nước lau nhà này thì vệ sinh nào thì này nó chả có gì mà vệ sinh cả, bởi vì cứ mỗi đợt mà các bác sử dụng xong là các bác mở nắp đổ hết nước đi, xong rồi úp xuống để cho nó khô. Đấy, các bác nhìn này, nhà em chỉ dùng mỗi cái nước máy lọc RO ấy, đấy, chứ không sử dụng các cái hóa chất gì cả. Cùng lắm thì dùng các cái nước tẩy rửa riêng của cái bọn Ecovacs này nó sản xuất ra thôi. Thì các bác nhìn nhé, rất sạch sẽ luôn. Bên trong cái chỗ đầu bơm các thứ này nó không đóng cái cặn canxi vào, nó không đóng cái cặn trắng trắng đấy bị bám trên bề mặt, đây chỉ có hơi nước thôi. Đây toàn hơi nước là do trong này nó bí nó không khô được thì nó đọng hơi nước rồi chứ không đọng cặn canxi vào, thì rất là bền, không bao giờ bị tắc vòi bơm. Thì cái này cứ mỗi lần nhá, mỗi lần các bác sử dụng thì các bác phải tháo ra đổ nước đi luôn và phơi cho khô. Đấy, bởi vì mỗi lần dùng xong cái máy nó chạy về sạc, nó sẽ tự động nó báo các bác là máy đang sạc và bạn hãy tháo cái dụng cụ lau nhà ra, nó báo cho các bác biết mà. Đấy, chứ còn nhiều ông reviewer nó không am hiểu về cái này lắm nên nó đánh giá các cái máy qua cái dung tích nước, bình nước này. Có cái bình nước, có cái loại nó làm bình lớn hơn, rồi có cái loại bình nhỏ hơn, để nó căn cứ nó đánh giá thành của cái máy. Nhưng mà sau quá trình sử dụng em thấy nó vớ vẩn, bởi vì cái bình nước này nó thiết kế vừa đủ công năng rồi, kể cả mình có để thừa mình cũng có để lại ở cái máy để mình dùng tiếp cái lần thứ hai đâu. Mà nhà em hơn 70 mét vuông, nó lau hết cái nhà thì nó vẫn còn thừa khoảng độ 1/4 cái bình. Đấy, còn nhà các bác rộng hơn thì nó có cái chế độ lau tiết kiệm nước ấy. Hoặc là thường thì nhà hàng trăm mét vuông thì một bình này là thoải mái. Chứ còn nhiều ông bảo là cái bình của nhà ông nó nhiều, đựng được nhiều nước, thậm chí cả tuần không phải bơm nước. Cả tuần không phải bơm nước mà các ông cứ để cái bình này ở trong máy, thế thì cái vòi bơm này nó cứ sẽ rỉ nước và sẽ làm han rỉ cái han rỉ cái này. Đây. Han rỉ cái chỗ tiếp nước này, rồi nước hơi ẩm và nước nó sẽ ngấm vào trong bên trong con máy. Thì cái này thì em cũng chưa gặp phải, nhưng ở cái kênh bán hàng của anh bán cái máy này thì rất nhiều nhà mang đến bảo hành rồi. Đấy, xem trên đấy thì biết cái kiểu lười không thay bình nước, thì bình nước to rồi cả tuần cả tháng chả đụng đến robot, cuối cùng mang đến mở bên trong ra thì thấy han rỉ rồi. Nói chung là nhiều bệnh lắm. Mình cứ dùng đúng như nhà sản xuất người ta khuyến cáo là được. Còn có những cái mình thấy không cần thiết thì mình ví dụ như cái rẻ lau này nó bảo là lau một lần vứt đi, thì mình thấy không cần thiết thì mình 2 lần mình vứt, hoặc là 10 lần mình vứt, hoặc là rẻ rác mình vứt, thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái phụ kiện của bên trong của cái con máy này, nó không bị làm hỏng hóc con máy, thế là được. Chứ còn những cái mà mình bắt buộc phải vệ sinh ngay sau khi sử dụng là đổ hết nước đi là mình phải làm theo, thì như thế máy nó mới bền được. Đấy, ví dụ như mình ấy, em vừa đổ nước đây cái là em phải lau đi luôn, dù gì thì dù, chứ con máy này nó cũng không phải rẻ tiền, nó không phải con máy mấy trăm mà các bác mua cái hàng kiểu Nhật bãi đâu. Nhật bãi mấy ông quảng cáo mẹ 700-800 một con máy, rồi ôi các bác mua trên Shopee đấy, nhìn này, xem về chạy được đúng một lượt rồi đem đi cho trẻ con nó chơi thôi, không dùng được đâu. Dù ở ngoài được in hoàn toàn bằng tiếng Nhật, thế nhưng mặt sau của robot lau nhà lại in chữ sản xuất tại Trung Quốc. Sau khi bật công tắc, chỉ có chiếc bánh xe quay tròn này hoạt động. Theo thông tin quảng cáo thì robot này có các cảm biến tự tránh vật cản, cầu thang, tuy nhiên các tính năng này không hoạt động ngay từ lần thử nghiệm đầu tiên. Bỏ ra gần 500.000 đồng để mua sản phẩm này từ trên mạng, anh Vĩ cũng cảm thấy thất vọng ngay từ lần sử dụng đầu tiên, còn robot nhanh chóng bị vứt xó dù vẫn còn mới tinh. Đừng ham rẻ và cũng đừng gọi là tiêu quá nhiều tiền quá, nó vừa với túi tiền của mình là được. Theo em biết tầm này là khoảng độ 5 triệu đổ lên là các bác có thể mua được cái con máy nó ổn ổn. Nói chung là thay mình quét dọn lau nhà thoải mái rồi, yên tâm rồi. Còn các bác mà đại gia hơn thì mua những con máy nó nhiều tiền nữa, nó tầm trên chục triệu thì các bác không phải đi đổ rác như em vừa rồi. Đấy, nó tự hút vào bình, sướng vậy. Còn có những con máy nó tự giặt giẻ lau nữa. Đấy, mình cũng không phải mất công đi giặt giẻ lau. Rồi, tầm tiền nào thì mình chơi tầm đấy. Thế các bác nhá, mua hàng thì em cứ để cái link hàng chính hãng ở bên dưới. Bác cứ click vào đấy để chọn. Còn những cái mẫu cũ này các bác muốn mua thì các bác lại phải lên mạng tìm, nhưng mà phải đơn vị uy tín cơ, như bên anh Quang Vacuum ấy thì các bác cũng mua, chứ còn đừng mua mấy ông kiểu cu chèn cu chiếc, nghe tên thì Đức ấy, nhưng mà ruột tàu thì thôi đừng mua. Bảo hành thì toàn bảo hành cửa hàng, không phải bảo hành chính hãng. Như máy này của em mua thì kể cả vác đi đâu thì người ta cũng bảo hành. Ví dụ mình ở trong Nam mình mua ở Hà Nội thì vẫn có cơ sở bảo hành ở Hồ Chí Minh, hoặc là ra Bình Dương thì mình vẫn có cơ sở bảo hành ở Bình Dương. Chứ còn các bác mà mua mấy cái hàng cu chèn với mấy cái hàng mà nó bảo hành ở cửa hàng ấy, tức là mua ở đâu thì mang cái đấy bảo hành ấy thì mệt lắm. Mai mình chuyển nhà vào miền Nam xong đến lúc hỏng thì ai mà mang ra ngoài này mà đem đi bảo hành được, đúng không các bác?